Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bài học tiếp theo trong chương trình về Java Basic. Trong phần bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công cụ CheckStyle trong Java. Với phần bài học này sẽ giúp các bạn tiếp cận các vấn đề về code review hay chúng ta thường gọi là rà soát mã lệnh. Các bạn sẽ được hiểu thế nào là CheckStyle và có thể sử dụng CheckStyle để review code trong quá trình mà các bạn phát triển các sản phẩm bằng ngôn ngữ Java. Tôi sẽ cùng các bạn nghiên cứu phần này ở trong các phần bài học tiếp theo. Đây là toàn bộ cấu trúc trong phần bài học về CheckStyle. Bài học này sẽ gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao phải review code. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu là CheckStyle là gì. Và cuối cùng, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng CheckStyle để review code cùng với công cụ lập trình là Eclipse. Ngoài việc nghiên cứu lý thuyết như ở trên, thì các bạn cần phải làm các bài tập thực hành. Các bạn phải hoàn thành các bài tập kiểm tra và các bạn phải nghiên cứu các tài liệu liên quan nếu có. Trong phần bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu review code là gì và tại sao chúng ta phải review code. Thông thường, khi phát triển phần mềm thì vấn đề kiểm tra, kiểm soát lỗi và tuân thủ tiêu chuẩn mã lệnh là một công việc hết sức quan trọng. Chúng để làm tăng chất lượng của sản phẩm. Vấn đề kiểm tra mã lệnh hay còn gọi là review code cần phải thực hiện một cách cẩn thận và tuân thủ các quy định chung. Việc kiểm tra mã lệnh có thể được tiến hành thủ công, tức là do người lập trình tự kiểm tra, và có thể kiểm tra một cách tự động, tức là chúng ta kiểm tra bằng chương trình. Review code thì tập trung vào kiểm tra cú pháp của mã lệnh, tức là kiểm tra mã lệnh xem có tuân thủ đúng tiêu chuẩn viết mã lệnh hay không. Ví dụ như cách đặt tên, tên hàm, tên biến, cách sử dụng các hàm chung đã được tốt hay chưa. Như vậy, chúng ta tóm tắt lại, review code là quá trình kiểm tra mã lệnh của chương trình. Mục đích để tìm và sửa chữa lỗi trong giai đoạn phát triển ban đầu. Mục đích thứ hai là nâng cấp chất lượng phần mềm, cũng như là kỹ năng làm việc của lập trình viên. Trên đây là toàn bộ vấn đề về review code và tại sao chúng ta phải review code. Như phần bài học trước chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta đã biết được review code là gì và việc tại sao phải review code. Việc review code có thể được thực hiện thủ công bởi các lập trình viên hoặc được thực hiện tự động bởi chương trình. CheckStyle chính là một công cụ mà phát triển để giúp cho các lập trình viên Java review code để đánh giá mức độ tuân thủ tiêu chuẩn viết mã chương trình như thế nào. CheckStyle sẽ tự động hóa quá trình kiểm tra mã chương trình, cụ thể ở đây là mã chương trình Java, giúp lập trình viên phát hiện lỗi và đánh giá vấn đề gặp phải. CheckStyle được tích hợp cùng với Eclipse, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong các bài giảng tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Như vậy, chúng ta đã kết thúc phần bài học về tìm hiểu CheckStyle trong Eclipse. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chúng ta đã nghiên cứu trong phần bài học này. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về code review. Code review là quá trình review, hay chúng ta thường gọi là xem xét mã lệnh của chương trình, với mục đích là để tìm ra và phát hiện những lỗi trong lập trình. Ngoài những lỗi logic khi chúng ta phát triển chương trình, còn có những lỗi do không tuân thủ chuẩn coding convention hay gọi là chuẩn lập trình. Qua đó thì chúng ta nâng cao chất lượng phần mềm và nâng cao kỹ năng của lập trình viên. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về CheckStyle, hay còn gọi là công cụ phát triển để giúp các lập trình viên tuân thủ chuẩn trong khi lập trình. Công cụ này sẽ kiểm tra tự động và phát hiện những lỗi do lập trình viên mắc phải. Qua đó, lập trình viên có thể thấy và khắc phục lỗi của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia bài học này.